cách nhanh nhất để lấy thường trú Úc. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Michael Tâm Nguyễn, định cư Úc và cuộc sống Úc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chương trình là Global Talent Independent GTI, là GTI. Cái quy trình xét duyệt này nó rất là nhanh chóng để nó thu hút được những người di dân có tài năng và thông minh nhất thế hệ mặt trời này các bạn. Có những visa nó xét trong vòng 5 ngày là nó cấp thường trú nhân ở Úc. Thì những người này, người ta sẽ có thu nhập cao trong cái lĩnh vực của họ đang làm việc và họ sẽ đến định cư tại nước Úc. Tháng 11 năm 2019, chính phủ Úc công bố cái chương trình này nhằm thu hút nhân tài với các nước như là Mỹ, Anh và Canada. Thì những cái ngành nghề nào nó thu hút nhân tài? Và nhiều bạn sẽ nói, ủa Việt Nam mình đâu có trong chương trình này đâu. Có người Việt Nam mình nào mà đã đạt được cái visa này chưa? Câu trả lời là có rồi nha các bạn. Và những nước khác nữa là Ấn Độ, Sri Lanka và Trung Quốc, những nước đó có rất là nhiều người đã đạt được cái visa này. Những cái ngành nghề nào nằm trong cái tầm ngắm của Bộ Di trú thì những ngành nghề sau đây: Agriculture Tech, có nghĩa là công nghệ, nông nghiệp; Space and Advanced Manufacturing, công nghệ không gian và sản xuất tiên tiến; MedTech, có nghĩa là công nghệ sinh học; FinTech, là công nghệ tài chính; Energy and Mining Technology, công nghệ năng lượng và khai khoáng; Cyber Security, là an ninh mạng; Quantum Information, Advanced Digital, Data Science and ICT, là công nghệ thông tin, kỹ thuật số. Để hội đủ điều kiện, đương đơn là phải chứng minh có khả năng kiếm được ít nhất là 153.600 đô la Úc mỗi năm và phải được bảo trợ bởi một chuyên gia danh tiếng trong cùng lĩnh vực của bạn. Cựu viên chức cao cấp của Bộ Di trú, ông này ông nói là GTI là con đường nhanh nhất để lấy thường trú nhân Úc. Chương trình này không giống bất kỳ loại visa nào sẵn có vì mức độ linh hoạt trong các tiêu chí của nó. Nó không yêu cầu về độ tuổi, vì vậy người nộp đơn có thể ở mọi lứa tuổi. Nó không có thẩm định tay nghề, vì vậy người duy nhất thẩm định là nhân viên di trú. Đương đơn không cần phải thi tiếng Anh luôn. Và quan trọng nhất là quyết định thường chỉ được đưa ra trong vòng vài tuần. Như nãy mình có nói các bạn, có những cái đơn trong vòng 5 ngày là có thường trú rồi. Mặc dù cái chương trình visa này nó bắt đầu một cách chậm chạp như con rùa vậy đó, nhưng Bộ Di trú đã cấp tổng cộng là 4.109 visa thường trú chỉ trong 7 tháng cuối năm 2019 và 20. Hầu hết người nộp đơn đều đang sinh sống tại Úc. Cái này mình muốn mở ngoặc ra một số nha, để lưu ý với các bạn. Các bạn ở nước ngoài, đặc biệt là ở Việt Nam, có thể nộp chương trình này nha các bạn. Và cái chương trình này á, nó cần bạn phải làm trong lĩnh vực, một trong 7 lĩnh vực ở trên mình mới vừa nói. Số nhân viên tuyển dụng đã được cử đi khắp thế giới để quảng bá cho visa 858 này, nhưng họ chưa thu hút được nhiều người. Bởi vì nếu bạn nhìn vào tỷ lệ trong nước và ngoài nước thì hơn 80% người nộp đơn thành công đều sống tại Úc. Bộ Nội vụ đã cử nhân viên tuyển dụng đến nhiều nước, nhiều thành phố lớn như London, London, Shanghai, Thượng Hải, Singapore và Washington để kết nối các ứng viên tiềm năng, doanh nghiệp và ngành kỹ nghệ. Nhân viên di trú Nicholas York nói rằng mặc dù thời gian xử lý visa rất là nhanh, nghe có vẻ rất hấp dẫn với nhiều người, nhưng họ cần phải nhớ rằng chính phủ đưa ra yêu cầu rất cao đối với loại visa này. Chỉ những người làm việc trong một số ngành nghề có tiềm năng trong tương lai mới có thể nộp đơn xin visa này. Hầu hết tất cả các ngành nghề khác đều không có cơ hội. Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng nhiều ứng viên có thể đáp ứng mức thu nhập cần thiết để xin visa này. Ông nói, ngân sách 2020 chương trình GTI có gì thay đổi? Quyền Tổng trưởng Di trú Alan Tuck đã gợi ý rằng chính phủ Úc sẽ ưu tiên thúc đẩy loại visa này trong quá trình hồi phục kinh tế hậu đại dịch. Một trong những lý do chúng tôi nỗ lực tham gia vào chương trình tài năng toàn cầu này là vì tại ACS, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn của nó và tin rằng chính phủ sẽ đặt ưu tiên cao hơn cho chương trình. Ngay cả năm đầu tiên bị gián đoạn bởi COVID-19, chương trình gần như đã đạt được mục tiêu và chúng tôi cho rằng hạn ngạch mức hiện nay là 5.000 sẽ được nâng cao đáng kể vào năm tới. Như các bạn đã biết đó, thì cái đại dịch COVID-19 này đó khiến cho cái lĩnh vực di trú nó bị đình trệ rất là nhiều. Và nhiều cái hồ sơ nó bị gọi là đóng băng và nước Úc đã đóng cửa biên giới từ năm 2020.
20 tháng 3, nhưng đã có trên 4.000 ứng cử viên của chương trình GTI đã được đặt cách xét duyệt nhanh hồ sơ xin thường trú. Vậy ưu điểm của loại visa 858 này là gì? Thứ nhất, vượt qua rào cản của Point Test, bạn không cần phải tính điểm định cư. Thứ hai, tuổi từ 18 đến 55 rất là rộng cho các bạn để các bạn apply, không yêu cầu tiếng Anh cao. Số 4, thời gian xét duyệt từ vài ngày đến vài tuần, đây là con đường ngắn nhất để có thường trú nhân tại Úc. Các ứng viên mới tốt nghiệp PhD là tiến sĩ hoặc Master by Research là thạc sĩ nghiên cứu cũng có cơ hội để nộp loại visa này. Đối với các ứng viên mà tốt nghiệp Bachelor hoặc Master thì cần phải có GPA trên 80%. Và các yếu tố đánh giá như sau: có những thành tích được quốc tế công nhận, công trình nghiên cứu, các phát minh bằng sáng chế. Thứ hai là vẫn đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực các bạn đang làm việc. Ba, chứng minh bạn sẽ là tài sản quý của nước Úc. Tư, có khả năng tìm được việc hoặc tự phát triển kinh doanh ở Úc. Số 5, được các tổ chức hoặc cá nhân cùng hoạt động trong lĩnh vực đề cử là ứng viên có tài năng. Ngoài ra, ứng viên cũng cần chứng minh là họ có thể đạt mức thu nhập cao 153.600, cái này gọi là Fair Work High Income Threshold. Các trường hợp ứng viên mới tốt nghiệp có thể chứng minh bằng các hình thức khác. Hạn ngạch của visa này là 5.000 visa và tổng số visa đã được cấp là 4.109 trong năm tài khoá vừa rồi. Tỷ lệ đạt visa này thành công rất cao, trên 99%. Như vậy, cơ hội sẽ khá cao cho các ứng viên đáp ứng được yêu cầu của chương trình trên. Rồi, cái mình chia sẻ với các bạn những cái yêu cầu và những cái lưu ý để cho các bạn biết ai là người tài năng như vậy thì bạn có thể giúp mình gửi video này đến cho họ. Nếu mà họ có đầy đủ yêu cầu thì mình sẽ giúp cho họ có thể là apply cái loại visa 858 này để họ có thường trú nhân Úc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình đến đây. YouTube nó có cái thuật toán, nếu mà bạn like cái video này á thì nó sẽ gửi đến cho nhiều người xem. Thì các bạn có thể giúp mình bấm nút like và các bạn đăng ký kênh để bạn không có bỏ qua những cái video sắp tới. Dốc hết ruột gan của mình ra mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn nào mà trúng cái loại visa nào thì bạn có thể apply ha. Nếu bạn còn thời gian nữa thì hãy coi những cái video khác của mình. Mình có nói rất là nhiều về cuộc sống Úc để bạn có thể hình dung được cuộc sống của bạn ra sao sau khi bạn có được cái visa qua đến nước Úc xinh đẹp và hiền hòa như thế này.